Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu cho các bạn về một loại trái cây mới lạ được rất nhiều bà nội trợ, giới nhà giàu của Việt Nam săn lùng từ những hàng sắt tay từ nước ngoài về Việt Nam bán với giá rất là cao để ăn. Tôi giới thiệu với các bạn, đây là chùm trái cây trà nà. Đây là một loại trái cây thuộc họ cau. Giống cây trồng này rất là khỏe, cây cho rất là sai quả và cho năng suất rất là cao. Màu sắc của quả cũng rất là đẹp. Đây là một chùm quả cây trà nà, quả có vỏ màu vàng rất là đẹp. Nếu như chúng ta vặt quả ra đơn lẻ và nhìn qua thì quả trà nà giống y như là một quả chám trắng của Việt Nam. Quả trà nà của Mỹ này được rất nhiều bà nội trợ, giới nhà giàu của Việt Nam săn lùng về ăn, bởi vì trái cây trà nà này có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, có chứa rất nhiều vi chứa các chất chống oxy hóa, giúp làm đẹp da, chống lão hóa da rất là tốt. Không chỉ có như vậy, trái trà nà còn rất tốt cho những bệnh nhân bị bệnh tim mạch. Bây giờ tôi ăn thử xem trái trà nà này có ngon không nhé. Trái trà nà này ăn rất là thơm và ngon các bạn ạ. Đặc biệt là giống trái trà nà này có hàm lượng đường rất là cao, cho nên quả ăn rất là ngọt. Hiện nay trên thị trường thì khi chúng ta đi ra chợ hay là siêu thị thì thấy có rất nhiều sản phẩm của trái trà nà như là mứt trà nà. Trái trà nà tươi này, thịt quả rất là chắc, rất là cứng. Chúng ta bóp, quả không thể vỡ được. Và khi chúng ta ăn thì thấy thịt quả rất là giòn, rất là ngọt và rất là thơm. Đây là một giống trái cây chưa hề có sản phẩm trồng tại Việt Nam. Những sản phẩm quả trà nà tươi hay những sản phẩm được chế biến thành mứt trà nà xuất hiện tại Việt Nam là những sản phẩm hoàn toàn được nhập khẩu từ nước ngoài về bán với giá rất là đắt. Đây là một giống cây trồng mới tại nước ngoài. Giống cây trà nà này rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, ít bị sâu bệnh. Cây cho rất sai quả và cho năng suất cao. Như vậy, giống trái cây trà nà này rất cần được trồng, thử nghiệm và nhân giống tại Việt Nam, mở ra cơ hội mới phát triển kinh tế cho các hộ nông dân của Việt Nam trong thời gian tới.
Giống trái trà là này không chỉ dùng để ăn tươi mà chúng ta có thể dùng để chế biến làm mứt, làm bánh kẹo cũng rất là ngon và giàu chất dinh dưỡng. Đây là chùm quả trà là tươi. Nếu như chúng ta tách rời từng quả ra thì khi nhìn quả trà là tươi này giống y như là một quả chám trắng của Việt Nam. Rất là đẹp. Đây, quả có hình bầu dục rất là đẹp. Này. Đây là một giống cây trồng thuộc họ cau. Nếu như chúng ta không tách ra thì nhìn giống như đây là một chùm cau.